Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin mới nhất mà chúng tôi xin truyền tải cho các bạn. Đó là vụ việc về ông đại biện lâm thời của chính phủ Slovakia tại Việt Nam, Lê Hồng Quang đã trốn mất về Hà Nội. Và hiện nay, cảnh sát và các đơn vị truy nã đang tìm. Phía sau chúng tôi đây, đứng phía sau, đó là một tòa nhà, đó chính là Đại sứ quán Slovakia tại Berlin. Và từ đây cũng đã xảy ra những vụ việc rất quan trọng và trong thời gian vừa qua, đó là vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Mà để làm được điều đó thì cũng có sự tiếp tay không nhỏ của rất nhiều nguồn tin cho rằng đó là của ông Lê Hồng Quang, đại biện lâm thời của chính phủ Slovakia tại Việt Nam. Ông Lê Hồng Quang vốn là một người Việt Nam nhập quốc tịch Slovakia và được làm việc tại Bộ Ngoại giao của Slovakia. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng ông ta đã lợi dụng cái chức vụ và cái vị trí của ông ta khi làm việc tại Hà Nội, bán nhiều visa, thẻ định cư cho hàng nghìn người Việt Nam để đưa lậu sang Đức, châu Âu và các nước khác với danh nghĩa đi lao động. Nhưng thực tế thì những cái người này sau khi nhận những cái visa và phải trả 15-20 nghìn euro cho một người như vậy thì họ sang đến Slovakia và họ sẽ vứt bỏ cái giấy tờ của họ đi để sang các nước khác lao động bất hợp pháp hoặc là nhập trại tị nạn và làm nhiều cái hình thức khác nhau nữa, ảnh hưởng rất lớn đến an ninh, trật tự xã hội và an toàn tại Đức, châu Âu cũng như Slovakia. Bên cạnh đó thì vào năm 2017, với cương vị là đại biện lâm thời tại Việt Nam, ông ta đã móc nối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hiện nay, khi đó chính là ông Tô Lâm, và tổ chức thuê mượn máy bay để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đưa về nước. Và sau khi sự việc vỡ lở thì đến khoảng tháng 8 và tháng 9 năm 2017, ông ta đã trốn về Việt Nam, mà theo như thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì ông ta đã về Hà Nội để tiếp tục sống một cuộc sống ẩn dật ở đó, hòng trốn tránh cái lệnh truy nã bắt giữ của cảnh sát Slovakia cũng như sự điều tra của cảnh sát Đức đối với vụ việc bắt cóc nghiêm trọng này. Và khi tới đây, khi xảy ra cái vụ việc vừa được truyền thông quốc tế và Slovakia ghi nhận, đó là vụ ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák vừa bị bắt giữ vào hôm 20 tháng 4 năm 2022. Đây chính là một mấu chốt rất lớn trong cái việc liên hệ giữa ông Tô Lâm, ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia khi đó Robert Kaliňák và ông Lê Hồng Quang, đại biện lâm thời của Slovakia tại Việt Nam. Vì với cái sự móc nối này thì chiếc máy bay của chính phủ Slovakia đã được ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ khi đó cho ông Tô Lâm mượn để tham gia cái vụ bắt cóc này. Và hiện nay cảnh sát Slovakia đang tạm giam ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia trong vòng 3 tháng để tiếp tục điều tra, tìm hiểu những nguyên nhân và những cái bằng chứng mới nhất nhằm có thể cáo buộc tội bản thân ông cựu Bộ trưởng và ngoài ra những cái người liên quan và có thể liên quan đến cả ông Tô Lâm khi những chứng cứ và những lời khai của ông cựu Bộ trưởng được đưa ra và những cái người thân cận của ông ta cũng bị bắt giữ trong đợt này đưa ra thì có thể ông Tô Lâm sẽ đứng trước cái cáo buộc của tòa án tại Slovakia, đó là lệnh truy nã đặc biệt. Và dường như ngày một nóng hơn trong thời gian vừa qua, đó là việc khi ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia bị bắt giữ thì tính mạng của ông Lê Hồng Quang đang trốn tại Việt Nam mà theo như nguồn tin thông báo là đang ở tại Hà Nội thì càng nguy hiểm hơn ở chỗ chính ông ta là người nắm giữ những cái bằng chứng chính xác nhất cái sự quan hệ của ông Tô Lâm với cái vụ bắt cóc này. Và nếu ông ta bị bắt, bị lộ hoặc khai ra thì cái con đường chính trị của ông Tô Lâm trong thời gian tới đây sẽ gặp trắc trở, thậm chí là chấm dứt. Bởi vì như các bạn đã biết, trong thời gian tháng tới thì Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bắt đầu khai mạc tại Hà Nội, nơi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đang đứng đầu và đang làm cái việc mà Việt Nam gọi là đốt lò, tức là chống tham nhũng và chống những cái việc mà lợi dụng chức vụ và quyền hạn rất mạnh mẽ. Rất nhiều người cũng mong muốn thay vị trí của ông Tô Lâm hiện nay là ông Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Tuy nhiên, ông Tô Lâm rất kín đáo và tìm mọi cách để bao che giấu những cái phốt
tức là những cái vi phạm của mình trong thời gian cầm đứng đầu cái cơ quan công an của Việt Nam. Đó là những cái vụ việc ví dụ như là vụ bắt cóc tại Chuyện Nhân Thành tại Đức như ở đây, hoặc là những cái vụ việc như là ký vào cái bản hợp đồng đồng ý cho công ty Mobile Phone mua AVG, nơi ông em ông của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Vũ đã tìm cách moi tiền của nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Sở dĩ hiện nay ông Tô Lâm vẫn đang đi lại được, mà trong thời gian gần đây nhất chúng ta chứng kiến ông ta đã sang Anh cùng với cả Thủ tướng Phạm Minh Chính để ăn thịt bò vàng, rát vàng hàng nghìn bảng Anh trong một cái bữa như vậy. Bởi vì ông ta chưa bị truy tố tại châu Âu. Nhưng hiện nay thì cái nguy cơ mà truy tố và thậm chí là truy nã đối ông Tô Lâm rất lớn khi ông Bộ trưởng Kajinak bị bắt và ông Lê Hồng Quang hiện nay trốn ở Việt Nam là người nắm giữ cái thông tin quan trọng mà có thể đưa ra bằng chứng để truy nã ông Tô Lâm. Thì đây là cái điều mà ông Lê Hồng Quang cần phải cẩn trọng trong thời gian tới nếu ở Việt Nam, vì bất cứ lúc nào ông cũng có thể đối diện với cái việc thủ tiêu. Mà thủ tiêu ở Việt Nam thì thưa các bạn, nó rất nhiều muôn hình muôn vẻ. Họ có thể đánh thuốc độc, họ có thể tạo một cái tai nạn như tôi đang đứng ở đây, xe ô tô đi qua đâm chết thì nói rằng là cái tai nạn bất thường chứ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng thực tế nó là việc ám sát. Và các bạn cũng đã thấy trong thời gian vừa qua cũng có những cái vụ dùng chất độc cực mạnh. Thì đây là cái điều rất nguy hiểm cho ông Lê Hồng Quang nếu ông không cảnh giác trong thời gian tới, vì sẽ bị đầu độc hoặc bị bắt giữ, bắt cóc và mất tích. Cho đến ngày hôm nay thì ông Lê Hồng Quang vẫn chưa quay về Slovakia, nơi ông có quốc tịch. Bởi vì khi ông đặt chân đến Slovakia thì cũng rất có khả năng ông sẽ bị bắt giữ ngay lập tức vì những cái việc mà ông đã làm trong thời gian vừa qua. Ở Việt Nam thì ông lại đối diện với việc là có thể bị ám sát bất cứ lúc nào, vì ông nắm giữ những bằng chứng để có thể buộc tội Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm vì cái vụ bắt cóc này. Thì đó là cái điều mà những cái người Việt Nam khi tham gia vào những vụ việc phạm pháp tại châu Âu, tại Slovakia, tại Đức thì sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn nếu họ trốn về Việt Nam, vì không phải lúc nào họ cũng an toàn và không phải các chính phủ ở các nước dân chủ tự do này họ không biết. Tuy nhiên, việc gì đến sẽ đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin ông Lê Hồng Quang đang trốn tại Việt Nam, đối diện bị ám sát hoặc bắt cóc.